Cho hàm số f(x) mà có giới hạn tại vô cực bằng 10. Hãy dùng vô cực ở mức cực bằng 10. Bây giờ sẽ kèm số g(x) bằng x bình phương cả f(x) cộng x f(x) cộng x cộng 6 trên x f(x) cộng 1 tìm tìm căn chín của đồ thị hàm số g(x). Thì phương pháp là các bạn đặt này, ở đây là có f(x) này. Các bạn đặt f(x) làm nhân tỉ chung. Đấy. Thì đây sẽ là gì? F(x) là nhân tỉ chung. Đặt x ra ngoài luôn. Đấy. F(x) là nhân tỉ chung, x ra ngoài. Ở đây đặt x F(x) là nhân tỉ chung các bạn nhé. Thì đây là g(x) bằng này. Đặt x f(x) làm nhân tỉ chung. Thì trong này sẽ là x cộng 1. X cộng 6 thì viết thành x cộng 1 cộng 5 chia cho x f(x) cộng 1. Ok. Tiếp tục đặt x cộng 1 làm nhân tỉ chung. Cái này sẽ bằng là x cộng 1 x f(x) cộng 1 cộng 5 trên x f(x) cộng 1. Các bạn thực hiện phép chia. Thì cái này sẽ bằng là x cộng 1 cộng với 5 trên x f(x) cộng 1. Đó. Và từ đây suy ra lim của g(x) trừ cho x cộng 1 khi x dẫn đến cộng vô cùng hoặc x dẫn đến trừ vô cùng thì sẽ bằng lim 5 trên x f(x) cộng 1 khi x dẫn đến cộng vô cùng hoặc x dẫn đến trừ vô cùng. Đấy. Khi x dẫn cộng vô cùng thì cái f(x) này sẽ dẫn đến 10. Dẫn đến 10. Đấy, chúng ta có thể thấy không 10. Còn x này dẫn đến dương vô cực. Do đó kết quả này bằng 0. Đấy. Vậy sẽ y bằng x cộng 1 là tiệm cận chiến của đồ thị hàm số các bạn nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.